Ngày 15 tháng 12, liên quan đến vụ án trên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về các tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc, trong đó đối tượng cầm đầu là Vũ Ngọc Tiến sinh năm 1984 trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội có hai tiền sự thực hiện công điện số 766 CDTTG ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hoạt động tín dụng đen và kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Qua công tác nắm địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện đường dây tín dụng đen, cá độ bóng đá do Vũ Ngọc Tiến điều hành. Sau một thời gian điều tra làm rõ, xét thấy đủ điều kiện phá án, phòng trọng án cục cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an thành phố Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử liên quan đến các hành vi phạm tội của các đối tượng. Căn cứ tài liệu điều tra xác định, Vũ Ngọc Tiến thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Đồng Tiến, trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe ô tô. Nhưng thực chất bên ngoài công ty bị can tiến treo biển cho thuê ô tô, bên trong lại hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đến 6.000 đồng trên 1 triệu trên một ngày, tương đương với 109,5% đến 219% trên một năm. Để điều hành hoạt động của công ty, Tiến thuê Trần Vũ Thanh Tùng sinh năm 1980, trú tại quận Hoàng Mai có hai tiền án, làm nhiệm vụ thẩm định khách vay, làm hợp đồng vay, nhận tiền từ Tiến để chuyển khoản cho người vay. Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Tùng cùng với Phạm Hồng Giang sinh năm 1978, trú tại quận Đống Đa Hà Nội, nhắc nợ, đòi nợ, nhận tiền lãi và gốc của khách hàng thanh toán qua tài khoản cá nhân. Ngoài ra Tùng còn được giao chuyển khoản trả lương cho các đối tượng khác. Về hoạt động quản lý khách hàng vay, Tiến giao Nguyễn Hoàng Sơn sử dụng phần mềm nhập dữ liệu và theo dõi khách vay số tiền lãi, thông báo người vay nào đến ngày trả lãi, trả gốc. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã tạo lập gần 500 hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên 80 tỷ đồng, thu lợi khoảng 20 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã làm việc với nhiều người vay tiền của nhóm Tiến từ thông tin thu được qua dữ liệu phần mềm quản lý này, xác định các đối tượng đã cho vay các khoản từ 15 triệu đồng đến 2 tỷ đồng với lãi suất như trên. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cục cảnh sát hình sự xác định ngoài việc cho vay lãi nặng, bị can Vũ Ngọc Tiến còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cụ thể, tháng 8 năm 2023, tiến gặp Lê Quang Huy, sinh năm 1977, và Phạm Điệp Anh, sinh năm 1997, đều trú tại Hà Nội, cùng một số đối tượng khác để thỏa thuận việc lấy các tài khoản cá độ bóng đá trên mạng từ các trang web bbmirum.com, bbmgr.com về tổ chức đánh bạc. Các trang này được tiến giao cho Đặng Văn Hùng, sinh năm 1980, Nguyễn Trần Tùng, sinh năm 1987, cùng trú tại Hoàng Mai, Hà Nội. Để quản lý hoạt động đánh bạc, Tiến giao Nguyễn Hoàng Sơn nhận các tài khoản cá độ để cấp cho các con bạc và hàng ngày đăng nhập vào các tài khoản quản lý để theo dõi, thống kê kết quả thắng thua. Căn cứ và số điểm đặt cược và kết quả, Sơn tính toán số tiền thắng thua, số tiền phải thanh toán, thống nhất hình thức, thời gian thanh toán tiền với các con bạc và ghi chép lại báo cáo cho Tiến. Chỉ tính từ tháng 8 năm 2023 đến nay, qua các giao dịch nghi vấn liên quan đến các hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng khoảng 6 tỷ đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và xác minh làm việc với những người đã vay tiền của nhóm này để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật